sắp đến ngày đại lễ, không thể lơ là. Dân, đại nhân, quá xa cung đại nhân. Chuyện gì thế? Không biết thưa đại nhân. Kiểm tra thuyền, rõ. Rõ. Đại nhân, dậy đi. Thủy quái biến mất rồi, đi tìm mau. Đại lễ tự phá án, người không phận sự mau lùi lại. Đại nhân, đêm qua thuyền của đô thủy giám đi tuần tra không về, nửa canh giờ trước trôi theo dòng vào cảng, thuyền hư hại nặng và có dấu vết bị đốt. Còn ai sống không? Không ai thoát nạn. Lãnh Tế Nguyệt đại nhân của đô thủy giám cũng vừa tới. Nào, lão Địch, lãnh đại nhân không dễ dây vào đâu. Đại nhân, thi thể đều ở đây. Đô thủy giám ta có hơn 30 người đi tuần đêm, mà ngươi nói với ta đều ở đây à? Đại lý tự chính Địch Nhân Kiệt, Khoác Vân tham kiến lãnh đại nhân. Chết cháy sao? Người sống mà bị thiêu thành thế này. Vết đao chém rõ nét, chứng tỏ đã cận chiến lúc xảy ra vụ án. Vết thương chí mạng rất có thể là vết đau. Xác chết cháy, rất khó khám nghiệm bằng mắt thường. Đem xác về đại lý tự, sai người khám nghiệm.